một vòng tuần hoàn chuẩn bị khép lại và chuẩn bị lật sang trang mới. Tháng 12, đường đến mùa đông càng rõ hơn. Thời gian dường như làm phai mờ đi mọi thứ. Những chiếc lá bàn dường như chỉ chờ một cơn gió thoáng qua cũng nhẹ nhàng buông xuống. Tối nay, Ngân Hà thật vui khi được gặp các bạn trong đêm tháng 12 với lời tự tình cùng Hovilo Radio số 25, December Queen. Đông về, những cơn gió lành lạnh kèm theo những cơn mưa trả trích khiến tất cả chúng ta đều không khỏi bồi hồi. Ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thời gian đã thấm thoát thoi đưa. Một năm nữa đã trôi qua với các cô cậu sinh viên nhà F đang tuổi trưởng thành và đang trong cuộc hành trình đi tìm bản ngã cho chính mình. Sáng nay, dạo một vòng Facebook, Zalo, bạn bè ai cũng đã chào tháng 12 theo cách riêng của họ. Tiếng gió ríu rít qua tán lá, hoài niệm một ngày mùa đông. Mới năm trước đây thôi, ta còn cùng lũ bạn ríu rít dưới sân trường, ngây thơ và hồn nhiên bước vào khung trời đại học. Giật mình tự nhủ, mình đã chuẩn bị lớn thêm một tuổi nữa rồi. Ở cái khoảng không gian của tuổi 20, ta lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Đưa bàn tay len lỏi qua màn sương, khẽ động trên từng tán lá, chợt thấy bâng khuâng và lo lắng. Giữa những ánh sáng của phố phường, của những món đồ công nghệ, của những tòa nhà cao và những trendy của tuổi trẻ, ta vẫn lẻ loi và lạc lõng quá. Tháng 12 ơi, thật là dễ ghét làm sao bởi sự dai dẳng và buồn thê lương. Những ngọn gió đông vội vã, những cơn mưa bất chợt khiến ta run bầm bập. Nó là điểm kết thúc của một hành trình và chuẩn bị sẵn sàng cho một năm mới, dự định mới. Nó khép lại những điều đã qua, những người đã cũ để đưa chúng ta đến những chân trời mới, những lần gặp gỡ khác. Nấn ná chi em, thu đã trút qua cầu, chẳng thể trèo qua về miền hạ cũ. Ai mang cả mùa cúc mi vào nỗi nhớ, dùng dần thời khắc đã sang đông. Đôi bạn trẻ mới hôm nào còn ngại ngùng nhìn nhau thì nay đã tay trong tay tía tuyết phát cậu lương trong trường. Mùa lạnh về, ai cũng cần được yêu thương đúng không các bạn? Ngân Hà cũng như các bạn, ôm ấp nhiều những lo toan, khao khát nhiều những yêu thương và cái nắm tay lúc đông về. Mới hôm nào, cúc họa mi cuối mùa còn vương dài trên con phố, thả nỗi nhớ chơi vơi. Nay hoa đã tàn, mùa khép lại với những hoài niệm xa xôi. Góc phố buồn tên, thời gian đang nhích dần sang một trang mới của tạo hóa. Ta còn chờ đợi điều gì chăng? Ta thì loay hoay với những bài thi cuối khóa, dăm ba cái deadline còn dang dở, những dòng tin viết vội, những trận cầu thư hùng hay những cuộc hẹn đầy drama, những nỗi nhớ nhẹ nhàng, trong sáng, những lo toan của gia đình, những trầm tư của tuổi trẻ. Dường như cung bậc của tuổi thanh xuân của những người trẻ khi tháng 12 về, đông đầy, lan ra thành những vệt nắng cuối trời. Màu nắng hòa chút âm u của một điều đã cũ, cơn gió lại dùng dằn kéo mây đến trú ngụ trong những ngày lạnh băng. Ngăn kéo thời gian đã được xích gần ngày được trở về. Đối với những đứa trẻ xa nhà thì những ngày xuân về sắp tới lại vô cùng ấm áp. Nhật ký của 4 năm đại học lại sắp khép lại và sẵn sàng cho những thử thách, sang trang cho những dự định và hoài bão đang chờ ta phía trước. Ta liệu có còn ngây thơ để chạy vội theo lũ bạn, hòa vào những sự kiện rôm rã ở trường, lên đồ xuống xính đi chụp ảnh Noel, ảnh Tết, hay ta quay về một góc riêng để viết tiếp những dòng thời gian của chính mình. Bật một bài nhạc, lật một trang sách, đọc vài dòng chữ ngổn ngang mà ta thích. Chén rượu xuống cho bớt lệ nhé.